Hey everyone, how are you? Hey, hello các bạn. Ok, cho mình khoảng một phút nha để chờ những bạn vô. Ok. Hey An, how are you? Hi. Kenny Hoa, tên đẹp quá ha. Kenny là tên đẹp nhất. <laughs> Sĩ. Hey, how are you? And uh, Sally, how are you, Sally? And uh, yeah, good afternoon. Yes. Thật ra mình muốn cái lớp này uh, buổi, buổi tối, tại vì nhiều bạn xong công việc với lại uh, đi học về, mà tại vì uh, không có lớp buổi tối, cho nên 3 giờ là trễ nhất. Sorry. Alright. Hey Lily, how are you? We, oui. hi we. Oui. Alright. <laughs> Trước khi dù uh, các bạn có thắc mắc gì tiếng Anh không vậy, bất cứ bất cứ câu hỏi nào, Do you have any question, nếu các bạn có thắc mắc, các bạn chú viết xuống nha trong comment, xong rồi mình liếc liếc, xong rồi mình sẽ trả lời cho các bạn. Okay. Alright, <laughs> hey hello chú mười, how are you? And uh, Trinh Bùi, hey how are you? Really? Anh anh? Okay, How are you, An? <laughs> All right. Uh Kim Ng. Hi. Hi Kim Young. How are you? Nice to meet you too. All right. Okay. Uh, I'm American. My mom is German. Oh, that's very cool. Wish I can speak German though. I think German is a pretty cool language. Mm. Yeah, so nếu các bạn có thắc mắc gì trong lúc chờ đợi cho những bạn vô, um, các bạn cứ hỏi mình nha. Nếu mình uh, trả lời được thì mình trả lời. And uh, Phúc Hoàng, welcome. And uh, Thanh Phát, hello Thanh Phát. And uh, hey Ngọc, how are you? Ngọc Ngọc giờ yeah, hôm nay nếu các bạn cái lớp này uh, buổi này uh, nếu các bạn muốn nói chuyện uh, sành điệu tiếng Anh là cái bữa hôm nay cái bài hôm nay mình ráng giúp các bạn để nói chuyện sành điệu ok và yeah, sau cái lớp này rồi là các bạn nói tiếng Anh như gió luôn đó. yeah really <laughs> alright uh, Kim Phượng nói rằng là muốn nói chuyện tiếng Anh lưu loát và giỏi hơn nhưng uh, cứ học cứ học mà không tốt hơn Uh, ráng đi, yeah, ngôn ngữ mà phải học lâu dài, từ từ, từ. don't worry, đừng có vội uh, vã và lại đừng có stress quá, okay, and then uh, Minh Trâm welcome, and then Hang Phạm hello, and Công, welcome, uh, chào, yes, yes, alright, good boy, welcome, and uh, May, hey, how are you? OK, yeah. so uh, Bài hôm nay mình muốn các bạn nói chuyện tới anh sành điệu hơn. Mình có những cái từ vựng nếu các bạn dùng trong giao tiếp hàng ngày thì nó nghe rất là sành điệu, rất là hay. Um, các bạn có chuẩn bị lấy tờ giấy ra viết không? Dạ, yeah, lấy cây cái, cái viết, chuẩn bị viết xuống nha, <laughs> Mấy mấy chữ này. Hmm. Alright. Now. Um, từ duyên hôm nay cái list nó cũng hơi dài tí xíu nó nó vừa khó mà nó vừa dễ nữa ok so nó khó mà dễ uh, khó là tại sao là cái chữ nó rất là dài uh, các bạn phải phát âm hơi lẹo lưỡi tí xíu mà dễ là cái dạng của nó tại nó dài là cái dạng thôi còn nếu mà cái chữ đó các bạn đã thấy rồi uh, đa số những chữ các bạn đã thấy rồi để mà hồi mình sẽ giải thích cho các bạn khác okay. All right. một bạn nói rằng là muốn học tiếng Anh không biết bắt đầu từ đâu. À, buổi đầu học cơ bản, ngữ pháp trước cái đã, rồi từ từ à, nghe, luyện nghe, từ từ nói chuyện giao tiếp hàng ngày mấy câu đơn giản, xong rồi mới mình mới xây dựng lên. Ok, ra yeah, sau so ngữ pháp đi, học ngữ pháp trước nhất, đừng có vô sâu quá, ngữ pháp cơ bản thôi. Ok. Okay, Trang, new. Okay, so Trang, welcome to the room. Yes, các bạn cho Trang một tràng pháo tay. <laughs> okay, yeah. all right, bắt đầu nha. Okay, here goes. Okay, so hôm nay uh, mình muốn giúp các bạn là adverbs, right? Uh, adverbs là gì? Adverbs là trạng từ. I know nhiều người thấy chữ này oh, hôm nay Kenny giúp ngữ pháp chán thấy mồ luôn lại đừng đừng có lo uh, ngữ pháp hôm nay mình cũng thấy thú vị lắm so đừng có nghĩ rằng là nặng nề trong ngữ pháp nha just relax okay alright so hôm nay mình giúp các bạn trạng từ trước hết uh, mình muốn nói rằng là cái cái cơ bản trạng từ là gì? So what are adverbs? Uh, adverbs là gì? à uh, là trạng từ mà nó bổ nghĩa cho động từ. Uh, tiếng Việt cũng có trạng từ đấy cho nên mới có chữ trạng từ. Ví dụ cái câu um, can eat omel. À cái chữ omel nó bổ nghĩa cho ăn. Uh, uh oh Đó. Giản tí nha, sorry các bạn cái màn ảnh của mình nó bị biến mất. <laughs> What happened? Okay. Uh, okay, so gia um, yeah, sấu so, chữ ồn ào nó bổ nghĩa cho ăn uh, hay là nó là cani chạy uh, vội vã cái chữ vội vã nó bổ nghĩa cho chạy right uh, yeah, so nói chung là trạng từ nó bổ nghĩa cho động từ okay describe they describe verbs okay. những cái từ mà các bạn uh, thân thiện với nó mấy cái trạng từ là very ví dụ là Kenny is uh, very handsome. Uh, cái chữ very không phải bổ nghĩa cho handsome nha, chữ very bổ nghĩa cho chữ is. ví dụ nói là Kenny is very handsome. So, nhiều người nhầm lắm, họ nói rằng trên chữ này chắc bổ nghĩa cho chữ handsome, mà thật sự chữ handsome là tính từ không phải là động từ. nó bổ nghĩa cho chữ is, cái động từ to be, okay? Um, những chữ nữa là already, có nghĩa là tôi đã làm cái đó rồi, I already did that. Uh, I already did that, tôi đã làm cái đó rồi. Okay. So cái chữ already bổ nghĩa cho chữ did. Okay. Những chữ khác các bạn biết nữa là chữ quickly hay là really. Okay. Yeah, so cho nên mình hôm nay mình giúp thêm nữa, mình giúp các bạn um, thêm thêm trưởng ok thêm trưởng uh, luyện trưởng uh, để cho ngoài ra mấy chữ này có những chữ khác người vẫn sử dụng rất là nhiều ok ví dụ cái câu he walked quickly to school anh à, ấy đi uh, nhanh nhân lẹ đến trường quickly bổ nghĩa cho What they are very friendly very bổ nghĩa cho are động từ to be ok Uh, các bạn ok chưa Good Ok Tiếp tục nha Nếu mình đi nhanh quá Kêu mình chậm lại Xong rồi uh, Mình sẽ thấy uh, Mình sẽ chậm lại cho các bạn Ok Alright Nếu mình không thấy Mình lầm lơ luôn <laughs> Ok Alright Now uh, Các bạn thấy bốn câu này Các bạn hết hồn luôn rồi Oh my god Cái này là cái gì đây uh, Ok cái, cái trạng từ uh, nó nó hay một cái là các bạn có thể bỏ nó vị trí nhiều chỗ trong câu nó cũng nghĩa giống nhau thôi ví dụ he walked quickly to school cũng được mà he quickly walked to school cũng được hoặc là quickly he walked to school cũng được hay là he walked quickly oh, he walked to school quickly cũng được nữa so bốn câu này ngữ pháp hoàn toàn đúng và cái nghĩa nó cũng giống nhau cho nên uh, nếu các bạn quên dùng uh, trạng từ, các bạn để nó phía sau cũng được. Mà bây giờ hôm nay mình muốn các bạn quen dùng cái trạng từ. Tại vì những cái trạng từ có thể các bạn gặp đầu tiên. Uh, so I want you to use it in front of a sentence first. Okay? Dùng nó trước cái câu. Vậy. So những cái trạng từ đa số hôm nay là dùng trước câu để cho các bạn nhớ ra Thôi, right. Đa số thôi chứ không phải 100%. Nào, có một cái nữa mình muốn nhắc nhở các bạn. Nhiều trạng từ là nó là cái tính từ cộng với chữ ly, chữ cái âm ly. Ví dụ quick cộng với ly thành quickly. Slow cộng với ly là slowly. Beautiful cộng với ly là beautifully. Ok. Các bạn nhớ xuống giọng nha. Quickly, slowly, beautifully. Ok, đừng có nói là slowly, quickly, no, quickly, sử dụng. Ok. Nào, không phải chữ nào mình làm vậy cũng được. Ví dụ chữ fastly không có trong tiếng Anh. Wow, well, có mà hiếm dùng thật sự luôn. Bigly cũng không có uh, Tổng thống Trump Ông thích dùng chữ bigly lắm Hồi xưa ít người dùng Cái ông dùng bây giờ từ từ nó phổ biến hơn tí xíu Mà cũng rất là hiếm Dùng bigly lắm uh, Prettyly mình đã thấy qua Mà thật sự rất là hiếm Cho nên không phải chữ nào, không phải tính từ nào Mà cộng ly Thì nó thành trạng từ Cái okay. cái này là các bạn phải thấy xong rồi dùng thôi Chứ đừng có tạo ra uh, Một cái trạng từ uh, riêng của các bạn Nhiều khi hình xui mai rủi thay các bạn tạo ra một cái chữ đó nó có trong từ điển mà nhiều khi cũng không có nữa. Ok. Alright. Chữ trạng từ đầu tiên mình muốn các bạn biết là chữ extremely. Okay. Extremely người vẫn sử dụng rất là nhiều. They use it a lot. Ví dụ cái câu I was extremely happy when I got a new job. Chí extremely là rất là, là như chữ very đó. Tôi rất vui khi tôi có công việc mới. It pays well and I like the work. It pays well, cái này cái cụm nếu các bạn muốn học thêm. Uh, pay là trả, well là tốt, nó trả tốt là cái công việc mình uh, mình mình lãnh lương nó cao, Uh, ví dụ mình người ta hỏi How's your new job? Cái xong mình nói Oh yeah, I like it It pays well Nó trả tiền cho tôi rất là tốt Là tôi chuẩn bị trở thành tỷ phú rồi đó okay? uh, Còn nếu mà cái công việc mà nó trả lương thấp là sao? It doesn't pay well Ví dụ xếp uh, um, hạ tiện kéo kiệt uh, He doesn't pay well Hay là it doesn't pay well uh, I like the work. tôi thích công việc đó okay but cái chữ quan trọng là chữ extremely hmm. các bạn nhớ xin nha extremely bam extremely nhớ xin cái okay. nhiều bạn sẽ dùng lắm oh I'm extremely hungry nghĩa là I'm very hungry hay là I'm really hungry Okay. So nếu các bạn cảm thấy các bạn dùng very hoài hơi chán Hay là dùng really hoài hơi chán uh, Các bạn có thể dùng extremely uh, I'm extremely happy you're here Tôi rất vui khi mà các bạn Mình có thể nói rằng là I'm very happy you're here cũng được Hoặc là I'm really happy right Mà nếu các bạn muốn uh, sành điều hơn tí đi xíu Hay là nâng cấp level lên uh, Thì dùng extremely cái gốc của chữ extremely là chữ extreme là vô cùng vượt qua cái bình thường. Okay. Ví dụ mình nói rằng là the weather is extreme là cái thời tiết nó vô cùng nó vượt qua cái gì đó. Lạnh thì lạnh lắm, à, nóng thì nóng dữ tận lắm. À, the weather is really extreme. Ok. Alright, so nhớ trên này nha, người bằng sử dụng rất là nhiều. Yeah, I'm, I'm extremely thirsty. Uh, à, tôi rất là khát nước. I'm extremely happy, extremely sad. Okay. Viết xuống, viết xuống. Alright. Yeah, so mình viết cái comment mình thấy có một bạn viết mấy cái chữ khác nữa. Uh, tiếng Anh những cái trạng từ người bản xứ dùng mà hàng ngày đó rất là nhiều mình chọn những cái từ mà mình nghe rất là thường trong xã hội bên Mỹ. Alright. Oh, there you go. Ví dụ, extremely difficult. Nó cũng giống, nó nà với là very difficult. Hay là really difficult. Okay. Uh, extremely sad. Rất là buồn. <cười> ok, <cười> sorry các bạn uh, Ok, so cái câu này nó tiếp tục nha Cái này là một cái đoạn cho mình tách ra những cái câu thêm Nó liên hệ với nhau Ok <laughs> However I had to move to Ho Chi Minh City Mà tôi phải uh, di, uh, di chuyển thành, đến thành phố Sadly My new place is quite far from my hometown. Sadly, sad là buồn đấy. Right? Sadly là buồn. Trong tiếng Việt mình dễ đấy, right? cái chữ buồn nó không có thay đổi cái dạng. Mình nói là oh, buồn quá, tôi thua rồi. À, tôi thua ví dụ cá độ, cái okay? à, buồn quá, tôi mất cái phone tôi. <laughs> tiếng Anh là sadly. I lost my phone. Okay. Buồn quá, tôi mất cái phone của tôi. Okay. <laughs> Sorry các bạn, hôm nay mình bị hơi bị cảm tí xíu. All right. um, so cái người này nói rằng là buồn quá, cái nơi mới của tôi nó khá xa đến cái um, quê của tôi. Okay. Uh, yeah, So ví dụ một cái chuyện gì nó xảy ra, kiểu mà xui, xui xẻo các bạn muốn than thở các bạn nói oh sadly we had to leave, làm như các bạn đi chơi các bạn nói oh chỗ này vui quá but sadly we have to leave, chúng ta phải cần đi đi về, right giá uh, yeah, số so người bản xứ khi mà họ nói là oh buồn quá cái gì đó, thì họ dùng chữ sadly okay. sadly Um, I have to go to work right now. Buồn quá tôi phải đi làm rồi không có đi dự buổi tiệc được. Okay. Um, nếu mà các bạn không biết chữ sad thì các bạn hay nói gì ha? Huh? I'm sad that I lost my phone. Ví dụ rể, right? vậy yeah, thấy nó hơi dài dòng không hả huh? I'm sad I lost my phone. Người bản xứ không hiểu. Nếu các bạn nói chữ này, nói câu này, Yeah, I'm sad I lost my money. À, tôi buồn quá, tôi mất tiền. Uh, các bạn chỉ cần nói là sadly i lost my money vậy thôi okay and mình đi chơi này nha sadly we had to leave phú quốc uh, for example you go to phú quốc and you enjoy phú quốc mình đi phú quốc mình thưởng thức um, du lịch đấy right? and then um, you have to go home to work again And you say, sadly, we had to leave. What? Sadly, I did not do well on the test. Cái này là những cái năm mà mình đi học, okay? À, buồn quá, tôi không có được điểm cao đó. Do well là làm tốt trên những cái test, của tôi những cái bài thi. Sadly, I did not do well on the test. Okay. So chữ chữ này cho bạn nhớ nha sadly người vẫn sử dụng rất là nhiều còn ngược lại happily happily um, i found my money i found my money tôi uh, tôi tìm được cái uh, tiền của tao rồi. i found happily i found my girlfriend yeah i found a girlfriend chứ yeah her name is ngọc trinh okay all right um Sally. <laughs> ok, chữ kế nhé Chữ này người bản xứ cũng dùng rất là nhiều. Chữ rarely. Rarely. Các phát âm gì nào? Rare, cái xong này là Đơn giản lắm. Rarely. Okay. I rarely get to see my family and friends. Rarely him rarely là tôi hiếm. Tôi hiếm get to see. Tôi hiếm được gặp. À, không phải người bản xứ dùng get to see là thấy rồi mà nếu các bạn trong cái logic ấy, các bạn nó suy nghĩ rằng là đáng lẽ là get to meet phải không? tiếng việt là gặp mà tiếng anh là get to see người bản xứ dùng quen rồi cho nên cái chữ này nó cũng như chữ na ná với chữ meet vậy đó trong cái ngữ cảnh này I rarely get to see my family and Friends, tôi hiếm gặp, uh, tôi hiếm được gặp uh, gia đình và bạn bè tôi. Có những chữ khác các bạn có thể biết seldom, các bạn biết chữ này không? Mình nghĩ là chắc nhiều bạn biết chữ này seldom cũng là hiếm luôn, hardly cũng là hiếm luôn. Ví dụ nói rằng ha, I hardly study tôi hiếm ôn bài hoặc là tôi hiếm học bài lắm cái này là lười biếng nè à. cái câu này là, là rất là lười biếng right. uh, có thể mình nói rằng là I seldom study right. uh, mình muốn nhấn mạnh hơn nữa là I rarely study right. so rarely nó hiếm hơn cái seldom với lại hardly right. uh, yeah so nếu mà các bạn muốn diễn tả một cái gì đó hiếm thật là hiếm các bạn dùng chữ rarely cái gốc của nó là chữ rare. A rare item là một cái món vật gì đó nó rất là hiếm. Okay. Um, a, a rare car là một chiếc xe sản xuất rất là hiếm, ví dụ siêu xe hay là những chiếc xe cổ điển. They are very rare. Okay. Ví dụ cái câu, I rarely talk to her là gì? I rarely talk to her. Tôi hiếm nói chuyện với cô ấy lắm. She hates me. so I rarely talk to her. Ví dụ, well, I hate her. okay. Okay, tiếp tục nhau. so các bạn viết chữ này xuống. Rarely. Okay. Nhớ nhớ. Okay. Chữ kế. Cái chữ này các vẫn sử dụng Nhiều nhiều if I want to go back to my hometown, the trip would take roughly three hours by bus. If I want to go back to my hometown, nếu tôi muốn trở về quê, the trip cái, cái đi, would take roughly three hours Các bạn có đoán roughly không? uh, roughly uh, chữ rough uh, là nó là chữ nhám nó không có láng nó ngược với cái chữ smooth á, ok khi mà các bạn nói về một cái gì đó smooth là cái lần nó rất là bén Đấy. khi mà nó rough uh, cái lần nó không có bén lắm nó mờ mờ nó nó nhò nhò, nhò. Okay. cái cái, cái rough okay. cho nên rough nó không thấy rõ So roughly nghĩa là About, khoảng, okay. roughly three hours là khoảng ba tiếng, by bus đi xe bus, okay. uh, ví dụ người ta hỏi how long họ đang chờ cái gì đó họ đang chờ mình mình nói uh, how long cái mình nói là uh, roughly five minutes là khoảng ba tiếng, chữ rough nha rough có âm phở trong đó roughly các bạn đừng có khép môi lại roughly đừng có roughly nó không phải là roughly nó là rough các bạn có thấy cái môi không dạ yeah, cái môi đẹp trai của mình là không có khép lại roughly dạ yeah? okay uh, xuống giọng roughly so nếu mà phiên âm nó nói gì là âm um, roughly như yeah, like that okay uh, yeah so nó thay thế với chữ about Yeah, người, người bản xứ dùng cái chữ này rất là nhiều luôn ví dụ người bản xứ nói rằng là ô bạn mua cái laptop đó bao nhiêu vậy họ nói oh, roughly a thousand dollars right roughly a thousand dollars là khoảng một ngàn đô ví dụ mình nói ô bạn đo cái 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 thước đó nó khoảng bao nhiêu cái bạn à, mình đo cái khoảng khoảng cách gì đó mình nói ô roughly roughly 3 meters, ví dụ 3 mét. Okay. Còn chính xác là gì? Exactly 3 meters, right? Yes, chữ exact, chính xác. Mà người bản xứ dùng cái này rất là nhiều, tại vì giao tiếp hàng ngày mình đâu có exact, right? Đa số là mình đoán thôi. Cho nên mình dùng roughly rất là nhiều. So from my hometown of Tiền Giang, to Ho Chi Minh City, it's about it's oh, roughly an hour right now I think it's an hour or two hours, I'm not sure. It's around, yeah, around that. Okay. So roughly two hours. Okay. Okay. roughly. All right, get it. Oh yeah, yeah, make out now. Roughly 20 people, ví dụ mình hỏi là mấy người um, dự bữa tiệc đó How many people at the party? Oh, roughly 20 people, là khoảng 20 người It was roughly 400,000 đồng uh, It's roughly the size of a horse, cái dạng nó giống con ngựa Ví dụ mình nói, mình diễn tả con bò, right? Uh, so, how, so how big is a cow? Uh, cái con bò là cow No, it's roughly um, the size of a horse. Cái dạng nó như con ngựa đó, Đấy, nó bự bằng con ngựa, khoảng bằng con ngựa. Đấy. All right, cái tiếp. Chữ này như đa số các bạn biết phải không mà các bạn ngại phát âm, mình đoán là các bạn rất là ngại phát âm chữ này. Tại cái âm nó rất là nhiều. Unfortunately, I don't have a motorbike right now. Cái câu này là tiếp tục ở ở trên đó. Sợ so cái người này nói là lái xe về 3 tiếng đồng hồ đi xe bus. Right. So, unfortunately, các bạn nghe phát âm nha. Un-for, nhấn, nhấn âm đó. Un-for, chương giọng trần. Âm trờ nha. So, nó là âm trờ. Un-for-trần. Cái giọng này, nét ly. À, mình để mình phiên âm ra cho. un for Netly. -li. Like that. <laughs> okay. So, so, ráng luyện đi để mình biết là các bạn dễ bị lẹo lưỡi lắm. Tại vì cái từ tại chưa quen. Uh, nếu các bạn nói nhiều, các bạn sẽ quen thôi. Okay. Unfortunately. Okay. I don't have a motorbike right now. So unfortunately là gì? Mình, mình, cái kiểu mà mình than mình nói rằng, ô xui quá, hay là À, không có may mắn lắm à, anh là không có fortunate là may mắn không có may mắn là ý là cái cái số phận của tôi không có may mắn lắm à, vì tôi không có chiếc xe máy hiện tại Đấy. bất cứ chuyện gì mà các bạn cảm thấy không có may mắn các bạn nói yeah unfortunately I don't have money right now mà xui rằng xui, right? à, mà xui là tôi không có tiền hiện tại Unfortunately, Kenny doesn't have a girlfriend. Um, uh, unfortunately, cái chuyện đã xảy ra. Okay. So cái chuyện gì mà không có may mắn, mình cảm thấy cái um, không được trời thương. <laughs> mình dùng chữ unfortunately. Okay. Ngược lại là fortunately. Những âm, uh, cái này là trọng âm. Fortunately, sử dụng Fortunately. But Fortunately, I can walk to work because I live close to my workplace. But fortunately, I can walk to work because I live close to my workplace. Rồi so, người này nói rằng là Xui quá tôi không có xe Mà may mắn rằng à, tôi ở gần chỗ làm Viết hai chữ này xuống Ok Now Các bạn có thấy chữ nữa Là chữ lucky Là may mắn Fortunate Cũng là may mắn luôn Ví dụ mình uh, Mình đẹp trai Dĩ nhiên này mà tương tự bây giờ mình có tiền nhiều nữa mình nói oh I am very fortunate I'm handsome I'm rich okay uh, mình có thể nói là oh I'm lucky I'm handsome I'm rich same hai chữ này giống nhau cho nên chữ fortunately các bạn có thể thấy rằng là luckily luckily but luckily I can walk to work like that Ok, số so, hai chữ này có thể thay thế với nhau. Ok. Yeah, so nếu các bạn phát âm chữ này hơi khó, fortunately thì các bạn có thể phát âm chữ này luckily. Luck, luckily. luckily. Đừng có phát âm, đừng có phát cái âm thứ gì rõ, đừng có nói luckily, nó là lucky Luckily, ok. Mà thật sự không có chữ unluckily, không có chữ này. giờ yeah. không biết người bản xứ không dùng cho nên quen rồi. Nếu các bạn dùng nghe kỳ lắm. Um, sau cái chữ lucky và may mắn. unlucky. Thực sự người bản xứ dùng unlucky rất là nhiều. Ví dụ mình thua tiền mình chơi cờ bạc mình thua tiền mình nói là I am unlucky. Okay. cũng được nữa mà người bản xứ không có dùng unluckily. và yeah, cho nên mình họ dùng unfortunately thôi. Yeah. Không biết tại sao. Okay. I am saving up money for a new motorbike. Hopefully, I can get one soon. I am saving uh the yen, saving saving up là tiết kiệm yen. I am saving up money for the yen thing for a new bike uh, motorbike. Hopefully các bạn biết chữ này rồi không? Easy right? Người bản xứ dùng rất là nhiều, cho nên các bạn dùng đi. Uh, nếu trong tiếng Việt các bạn nghĩ này nha. Oh hy vọng, um, hy vọng tôi được cái gì đó. Oh hy vọng tôi um, mua xe cuối năm nay. Với um, yeah. uh, hy vọng tôi, uh, tôi thi đậu ví dụ. Yeah, so các bạn, người bản sử dụng là hopefully xong rồi bắt đầu. Um, họ sẽ nói một cái câu gì đó okay hopefully I can go back to Vietnam soon yes that's for me hy vọng tôi có thể về Việt Nam sớm okay. So câu này các bạn biết không chữ hốt là hy vọng right yeah uh, các bạn có thể là I hope I can go back to Vietnam soon cũng được nữa okay mà người bản xứ họ nói là hopefully cái xong rồi bất cứ gì đó à, cái này câu này người bản xứ dùng tuy rằng mình giúp các bạn chỉ nãy giờ là đa số là nó nằm trước câu phải không à, cái này người bản xứ dùng sau câu nó có một cái nó khác như vậy ví dụ mình nói rằng là um, I will be rich by the end of this year tôi sẽ tôi sẽ giàu cuối năm nay cái xong cái mình nói hopefully có một cái câu thồng thêm có một cái chữ thông hopefully okay. Uh, cái cái này mình rất là tự tin rồi right? cái xong cái cái chữ hopefully nó làm nó tụt mút xuống cái nữa okay. so nếu nghe nó hơi vui vui, vui right? nó hơi vui. Uh, yeah, I will be rich by the end of this year. Hopefully, Okay. So nghe nó giảm cái tự tin mình xuống liền, right? Okay. After eight months of saving, I can finally buy a motorbike. Ô oh, chữ này cho bạn phát nha. Motor. Motor. Um, um, the. Okay. Đừng có phát nó là motor, không phải là anh tờ. Nó là the. Motorbike. <laughs> một là the hai là the motorbike uh, người anh nha motorbike người mỹ là motorbike okay finally là gì final là cuối cùng I can finally buy a motorbike sau 8 tháng tiết kiệm tôi rốt cuộc hả tiếng việt là rốt cuộc phải không hay là cuối cùng, yeah, tiếng Việt là cuối cùng, cuối cùng tôi mua được chiếc xe máy, Uh, yeah, so so finally, nghĩa, nghĩa là cuối cùng. I finally, I can finally buy a motorbike. Tôi có thể mua được chiếc xe máy. Uh, I can finally relax. Ví dụ, cả ngày luôn các bạn làm rất là mệt. Khi làm về xong rồi, cái ăn uống xong, dọn dẹp xong hết, cái các bạn ngồi ra sofa. Các bạn nói, I can Finally relax, tôi có thể, tôi cuối cùng có thể thư giãn được. Yeah, so sau, uh, cái bất cứ cái hành động gì mà cuối cùng thì người Mỹ hay dùng finally. Okay. Finally, I can relax. Cái này uh, trong mấy uh, trong phim này đó, cái người nào nói nhiều quá. Uh, <laughs> Hmm, sorry cái người nào nói nhiều không ngừng á nói mè, 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 không ngừng luôn cái xong cái người nó nói xong rồi cái người người này đi chỗ khác cái người kia khỏe cái lỗ tai cái này oh, finally <laughs> đấy oh, cuối cùng khỏe rồi đó ok hmm. <laughs> ok finally I finished my work cuối cùng tôi xong hết công việc của tôi yeah so finally after eight months finally after two hours finally after a long day một cái ngày dài after a long day là một cái ngày mệt mỏi long là dài day là ngày ngày dài là những 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 cái ngày mà các bạn cảm thấy nó rất là dài là những cái ngày nó không có tốt này right, nhớ nha, chữ finally, yes, người bạn sử dụng chữ đó rất là nhiều, viết xuống, các bạn viết xuống nha. Okay. What do they call, call this? You. Right. Generally, people look at Honda or Yamaha when they shop around, but I decided to get a VinFast. Okay. Các bạn thấy chữ generally chưa? Chắc đa số chưa thấy right? So generally people look at Honda, người ta nhìn họ xem Honda và và Yamaha When they shop around là so sánh giá đó, shop around là mình đi mình để so sánh đấy. But I decided mà tôi quyết định to get a VinFast, mua chiếc xe VinFast Mình có sáng kiến Di là lãnh sự quán là mai mốt uh, mình kêu những công ty ví dụ VinFast tài trợ chương trình này rồi <laughs> mình nhắc nhở mình, mình cho ví dụ <laughs> mấy cái product của họ rất là tốt <laughs> xong rồi cái mình mình cầm cái cái lon bò cụm cái mình uống cái mình nói bò cụm ngon quá <laughs> xong rồi họ, họ trả cho chương trình này It's a good idea we should do that we should do that yes kêu mấy công ty tài trợ ha giờ uh, giờ yeah, yeah, hôm nay mình kêu vinfast tài trợ chương trình này đi right. uh, tôi quyết định uh, tôi mua chiếc vinfast Right So chữ generally là gì? Um, chữ general nó có nhiều nghĩa lắm. General nói về quân sự, general là người tướng, ông tướng, vậy người tướng. Mà nói chung mấy chữ general đó là nghĩa là ra... nói chung, <laughs> ok. So general nghĩa là <laughs> nói chung. Nếu các bạn xem mấy phim Mỹ hồi xưa thời mà cowboy này kia đó, nó có cái tiệm tên là General Store, bên Việt Nam hình như cũng có General Store nữa, là cái tiệm đó nó bán đủ thứ đó, nó đồ ăn cũng có bán tí xíu mấy cái đồ mà người ta dùng hàng ngày ở nhà cũng có bất cứ mình nửa đêm hay là trong một cái buổi tiệc đó mình hết muối hết tiêu hết cái gì đó mình ra cái chợ đó họ sẽ có, okay, it's called a General Store là là cái 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 tiệm nó bán những cái đồ thông thường những cái nói chung là những cái đồ người ta dùng nhiều là vậy đó. So khi mà cái câu generally nghĩa là nói chung, cái okay, nói chung người ta hay xem Honda hay là Yamaha mà tôi quyết định là VinFast ví dụ. Generally people think Kenny is handsome. Hả? Huh? Nói chung người ta nghĩ Kenny đẹp trai. <laughs> ok. Uh, ok. Cái chữ này phát âm các bạn phát âm nha. Generally. Generally. Mình trọng âm đầu. Chánh. Vô sắc. Chánh. Xuống giọng. Generally. Generally. I know. Cái này hay bị lẹo lưỡi lắm. Người bạn sử dụng nhiều nha nào các bạn có biết chữ nữa nó cũng na ná nữa là cái chữ usually yeah. nó cũng na ná với cái chữ generally usually là thường thường xuyên thường lúc uh, yeah. mà general là nói chung sợ so nó hai cái nó cũng giống giống nhau uh, mình có thể thay thế chữ này là usually people look at Honda vân vân Mọi người vẫn xứ thịnh thoảng họ dùng cái này nè đấy generally, okay, hay là mình có thể là most people, phải, mà muốn nghe trầm điệu hơn là generally, okay, okay, chúc cái, tiếp xuống nha, tiếp xuống, à chúc là honestly nếu những bạn mới học tiếng Anh, à, các bạn sẽ phát âm chữ này là hon, không không phải là honestly, cái này là âm câm, cho nên các bạn phát âm nó là on nha, honestly, phát âm vậy đó, ok. Các bạn nhớ xin đó, honestly, I was going to buy a Vespa, but I changed my mind. Chữ honest là thật thà. Cho nên khi mà các bạn muốn nói Thật ra Thật ra tôi định mua chiếc Vespa Mà tôi đổi ý Change là thay đổi Mind là não Thay đổi não uh, Dịch nghĩa đen là vậy đó Là đổi ý So honestly I was going to buy a Vespa But I changed my mind Thật ra tôi định mua Vespa Mà tôi thay đổi um, Đổi ý okay. Yeah so chữ tính từ của nó là Honest Trạng từ là honestly. Okay. Mình có thể thay thế nó là to be honest, I was going to buy a Vespa. Right. Uh, yeah, mà người bán xứ họ dùng chữ uh, honestly nhiều hơn. Okay. Yeah, so các bạn nhớ viết chữ này xuống nha. Honestly. Okay. All right, để mình biết các bạn nào có thắc mắc gì không? nhé. Yes. Finally, I spend a lot of money online shopping. <laughs> shopping online, yes, đúng rồi đó, quá, <laughs> very nice. Okay, good. Okay, dừng dừng xong rồi. Okay, đừng có lo. Hình như còn mấy chữ nữa, hình như mình còn ba chục chữ nữa. <laughs> no I'm just kidding. Okay, Alright, cái chữ này nghe nó hay lắm, ít dùng mà khi mà các bạn dùng thì nghe nó hay. Okay. I have also considered Honda, Yamaha, and Vespa, but ultimately I picked VinFast. Okay. Uh, consider, là, um, I also have considered, là, consider, you know, the I one thing you can like, you Nói chung là tôi tôi định mua Honda, Yamaha hay là Vespa. But ultimately, I pick VinFast. Ok. Các bạn thấy chữ này lạ phải không? Mà okay. cái nó phát âm như vậy nè. Autumn. Autumn. đó. Ultimately. Nhưng sẽ là Autumn. met Lì. Yeah, like that. Okay. Ultimately. So mình trọng âm này. Ultimately. Okay. Ultimate là cao nhất, cao cao đỉnh nhất, cao điểm nhất. Right. Um, so ultimately là khi mà mình so sánh, khi mà mình, mình so sánh những cái gì đó, cái nào mà nó mình nó nó hay hơn mấy cái khác, nó kêu mà sao ta nó hiện ra hơn mấy cái khác mà không biết nói làm sao nó trội hơn rồi ra, ra so sánh những cái khác à, cái mình nói là Oh tôi cuối cùng là tôi quyết định cái đó so nó giống cái chữ finally lắm ok so người bản xứ họ dùng hai cái này cũng lẫn lộn với nhau ok so nào cái chữ ultimately nó nó nghe cao lắm cho nên lâu hiếm các bạn dùng cái này ok mà nếu mà các bạn dùng chữ này ultimately nhiều quá thì nó nó bớt hiếm đi. Uh, mà cái này mình cố tình mình dùng chữ này để cho bạn nào muốn level tăng tí xíu dùng chữ ultimately. Okay. So yeah, nó cũng na ná với cái chữ uh, finally. Okay. Các bạn biết cái slogan của BMW là gì không? BMW, chiếc xe đó. Đấy. Uh, slogan của BMW là the ultimate driving machine right? cái chữ ultimate đó right so driving machine là cái uh, machine là cái máy driving là lái là một cái máy lái mà ultimate là cao điểm nhất right yeah so so so, so sánh với dụ Mercedes Toyota BMW là the ultimate okay? yeah so cái chữ ultimate uh, nó từ đó Okay. <clears throat> okay, go on. I think there's two more and you had you know maybe. Okay. Thankfully there there was there was a minute when you the thankfully there was a 10% discount when I bought it. Okay. Chữ này các bạn biết không? Thank là cảm ơn Right Thankfully là gì nè Nó cũng là ná Với cái chữ Luckily Với cái chữ uh, Fortunately và nãy mình học đó Right Yeah So mình cảm thấy Mình may mắn right. uh, Thì mình dùng Fortunately với là Luckily Thankfully cũng nghĩa là may mắn luôn Mà nó có sự uh, làm như trời thương vậy đó Uh, làm như, um, yeah, làm như uh, cái cái số mình nó uh, được trời thương, mình dùng là thankfully, okay. tại mình cảm ơn, rồi right? mình cảm ơn Chúa hay là trời gì đó cho mình cái đó. Giờ, uh, yeah. so ví dụ um, các bạn đang lái xe, cái xong lái xe bị bể bánh xe, right. cái cái xe bạn lủi vô mà không không có gây tai nạn, cái các bạn nói, oh thankfully, right. thankfully. I was safe, tôi an, an toàn. Cái xong cái tự nhiên từ đâu không biết có một cái chiếc xe uh, xe cẩu hay gì đó giúp các bạn ghé, yeah, giúp các bạn kéo xe với các bạn về để sửa. Ví dụ, cái bạn, oh my god, like thankfully there, there was a tow truck. Right. Uh, xe cẩu gọi là tow truck. Thankfully, if there was a tow truck to help me. To help me để giúp tôi, right. yeah. So bất cứ các bạn làm gì đó, cái xong có một cái cái gì như một cái phép uh, cho các bạn may mắn nha các bạn nói. Oh, thankfully, cái rồi xong rồi các bạn nói cái gì đó xảy ra. Okay. Các bạn có thể dùng luckily cũng được các bạn, no problem. Hay là fortunately các bạn dùng cũng được nữa, fortunately no problem. Uh, mà thankfully có cái sự mà cảm ơn cảm ơn um, trời ok cảm ơn thượng đế vân vân okay. yeah, so người mỹ dùng cái chữ này rất là nhiều yeah, thankfully okay. alright I think this is the last one They các con oh yeah okay two more okay. I absolutely love my new bike là motorbike đó, không phải xe đạp nha. Tại trong ngữ cảnh này là motorbike, xe máy. And I can visit my family every weekend. Tôi có thể thăm gia đình tôi uh, uh, mỗi tuần. Absolutely, mình trọng âm này, lú nha. Absolutely, các bạn nghe không? Absolutely. Đấy. Absolute là hoàn toàn absolutely love gì đó mình thích, thích, mình thích hay là yêu mình thích hoàn toàn cái xe mới của mình uh, I absolutely love it uh, Kenny is absolutely handsome okay. um, yeah bây giờ uh, Kenny is absolutely fat <laughs> so hoàn toàn uh, cái chữ các bạn biết là really right Uh, các bạn có thể I really love my bike cũng được nữa mà absolutely nghe nó bự hơn nó mạnh hơn nữa. Okay. I absolutely love my work. Chữ này nhớ nha. Yeah, okay. All right. Uh, I think chữ uh, chữ kế là chữ cuối cùng. Rồi right, guys. When I could... when I showed off to my friend my new bike, he laughed. Khi mà tôi khoe, show off là khoe. Uh, Coen... oh, khi mà tôi khoe uh, bạn tôi, chiếc xe mới của tôi, anh ấy cười. Chữ này khó phát âm, mà nếu các bạn dùng đúng thì nghe rất là hay coincidentally coincidentally sao <laughs> I know but vì mới mới là chữ cuối cùng một okay. coincidentally my friend also purchased the same motorbike bạn tôi uh, mua chiếc uh, mua cái chiếc mà uh, chiếc xe máy đó giống nhau giống tôi okay so coincidentally là gì là Tình cờ, right? Tiếng Việt dễ ha. Tình cờ. Tiếng Anh là coincidentally. Okay. Ví dụ uh, mình nói rằng là uh, mình làm cái gì đó tình cờ, mình nói oh yeah, it was, it was a coin, co co when co, oh yeah, coincidence, right? đó là một cái sự tình trời cái này là danh từ còn trạng từ là vậy đó coincidentally I know nếu bạn nào mà mới học tiếng Anh các bạn thấy chữ này ok bỏ đi ok <laughs> don't worry còn bạn nào muốn muốn thử thách thì phải làm chuyện này nha coincidentally ok so để coi cái âm nào trọng âm ta coincident oh yeah cái âm này nè okay. coincident so so i guess it's so then to all right. coincidentally yeah các bạn phát âm như chữ này khoảng 10 lần rồi okay? cái xong rồi uh, đừng nghĩ mệt <laughs> bị leo lưỡi luôn Uh, coincidentally, my friend also purchased the same motorbike. Bạn tôi mua chiếc xe giống cái tôi. Yeah, okay. Okay. Yeah, it was coincidence. Uh, yeah, let me give you some example. Uh, coincidentally, we met uh, at the mall. You. yeah, cô. Called... Incidentally, we met at the mall. Tình cờ chúng ta gặp tại shopping mall. Không phải hẹn. Right? Um, Co-incidentally, we have the same name. tình cờ chúng ta có tên giống nhau Đấy. Right? nếu mình đi mình gặp bạn khác tên là Kenny đẹp trai như mình thì mình nói oh yeah coincidentally we have the same name and coincidentally we're both handsome yeah okay uh, coincidentally okay rồi right, review lại nha ready so extremely sadly Oh, extremely là um, very, right? Rất là buồn, sadly. Rarely là hiếm. Roughly là khoảng. Unfortunately là suy, không có được may lắm. Fortunately là may mắn. Luckily cũng là may mắn luôn. Không có unluckily, right? And then hopefully, uh, hy vọng. uh, vọng. finally, cuối cùng. Generally là oh, nói chung honestly, uh, thực sự. Oh, he, yeah, yeah, thực sự đúng không? ultimately là như cuối cùng mà uh, kiểu mà uh, number one vậy đó. Okay. Uh, absolutely <laughs> là hoàn toàn. And coincidentally là tình cờ. Okay. All right. <laughs> nào có một bạn uh, nói rằng oh yeah okay rồi so, chúng người nói rằng là có chữ accidentally okay accidentally we met at the mall với dụ okay hai ví dụ hai cái câu này đi ha. okay coincidentally cái này là tình cờ accidentally thực ra đó tình cờ mà nó có nó hơi tệ tí xíu không không có được vui cái kiểu mà kiểu mà uh, thật sự không có muốn gặp mà mình lỡ gặp cái này là như mình gây lộn với người nào đó cái xong okay. cái <laughs> mình gặp cái người đó accidentally we met at the mall ok rồi thực sự mình không có muốn thấy chữ accident không accident là tai nạn ok cho nên cái gì đó mà tai nạn xảy ra là mình không có muốn giờ yeah. Mình accidentally làm cái gì đó. À, ví dụ nói là I accidentally asked her name. right là tôi tôi hỏi tên của cô ấy mà cái câu này ý rằng là cô ấy không có muốn nói tên của cô mà tôi lỡ hỏi tên của cô tên gì Vậy cái tính cô này không thích bị uh, được hỏi tên. Ví dụ, okay. yeah, so accidentally là cái chuyện gì đó mình không có muốn xảy ra mà nó đã xảy ra. Okay, so nó khác với coincidentally. Uh, coincidentally nó tình cờ thôi. Nó nó không có tốt mà cũng không có xấu gì cả. Okay. <laughs> uh, một bạn hỏi, nếu adverbs uh, đặt đầu câu có cần uh, ca, comma không? à uh, không không cần không cần không đúng không? Yes, no comma. Ý là hỏi có ví dụ finally I can relax. Bạn hỏi rằng là có cái cần cái dấu phẩy không? Uh, không không okay. cần. Finally I can relax. Yes. Okay. Uh, okay, Natalie. Yes consider là cân nhắc, xem xét. Oh, thank you. Yes, yes. Mình mình hay quên cái chuyện đó luôn. Okay. Um, okay, các bạn có thắc mắc gì không? Do you have anything to uh, to ask me? Yes, any questions? Bây giờ mình còn một hai phút lại. Uh, nếu các bạn có bất cứ, không phải cái bài này bất cứ cái gì tiếng Anh. Okay, just ask me. Okay, alright. Để mình, để mình coi lại cái, uh, trong đây cái, mình có sử ý cái câu hỏi của bạn nào không? Ok. Ok, no, no comment, no comment. Mấy bài thầy có dạy phát lại trên YouTube hay ở đây không? Um, bài này thì ở đây thầy, ra yeah, trên YouTube mình sẽ làm video khác nữa. Yes cái này là đặc biệt ok <laughs> chương trình này đặc biệt All right. okay, see. ok một bạn hỏi uh, có thể nói qua từ ok gì vậy qua dạng danh từ bổ nghĩa danh từ danh từ bổ nghĩa danh từ hai danh từ cùng nhau, ok, <laughs> hiểu rồi, yeah. <laughs> hai danh từ bổ nghĩa dùng nhau, ví dụ ta, hmm. à, uh, ok, ok. Ok. All right. <laughs> so, bạn hỏi mình dạy mình bạn bạn đó hỏi mình giải thích cái cái danh từ nó đóng vai tính từ để bổ nghĩa cho cái danh từ khác. Ví dụ cái chữ uh, fortune teller, fortune Uh, oh, fortune teller là người cua bói, uh, teller là cái người nói nói ra, kể ra. Fortune là cái um, cái sự may mắn của cái người nào đó. So hai cái này danh từ. Nếu mà mình nói là fortune, thật sự nếu chữ fortune tiếng đứng, đứng không một mình đó nó là danh từ. Nếu chữ teller đứng không một mình nó nó cũng là danh từ luôn mà sau so, hai cái này mà khi mà họ đứng gần với nhau thì cái này thành uh, nó là tính từ bổ nghĩa cho cái này uh, teller gì teller không phải là teller uh, lịch sử không phải kể chuyện lịch sử không phải teller phim uh, cái này là teller uh, fortune là sự may mắn uh, so cái này cái danh từ trong trường hợp này đó cái cái danh từ mà đi trước một cái danh từ khác thì cái danh từ đầu tiên á nó là đóng vai tính từ nó gọi là tính từ OK. Và uh, yeah, nói chung á, trong ngữ pháp nó có một cái tiếng chính xác của nó cái tên gì đó. Mà đặc biệt mà nói chung á, nó là cái uh, tính từ. Dạ. Yeah. Nó không phải là danh từ nữa. Yes. Nếu nó đứng một mình nó là nó là danh từ. Còn nếu nó đứng cái kế bên cái chữ uh, danh từ, nó là cái tính từ. Hand basket. Basket là cái vỏ. Cái đồ mình sắp đó. Uh, hand là cái tay right? nếu nếu hand một mình nó nó là danh từ basket nó là cũng danh từ luôn mà hand basket cái chữ hand là tính từ nó thành tính từ nó đơn giản thôi um, cái case cái case là cái đồ mà cái này nó bảo vệ cái phone á, cái mà cái Việt Nam kêu bằng cái op phải không cái mình quên hoài luôn á cái op hay cái gì đó của cái phone phone case uh, what kind of case cái case là gì cho cái phone không phải cho cái iPad hay là cho cái gì nó là cho cái phone phone case cái này là tính từ okay. Yeah, vậy thôi ta à, không có gì đặc biệt hết do uh, yeah, tiếng anh nó lấy hai cái danh từ nó để cái bên nhau cái một cái thành tính từ bổ nghĩa cho cái danh từ okay all right yeah good question yeah. all right finally I can end the class now can he yes 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 hãy yes okay hãy giúp tôi khi nào dùng dùng tờ hoặc không tờ mạo trước danh từ ôi oh, cái đó mình phải giải thích dài um, uh, yeah, tí xíu ý là cái chữ tờ đó phải không mà như uh, tờ cat nói something like that phải hay không vậy Mình không biết bạn hỏi gì đúng không yeah, Khi mà mình xác định cái gì đó Trong tiếng Anh nó có lạ lắm Tiếng Anh là như là một cái tiếng duy nhất Mà có cái chữ tờ Với chữ ờ uh, Hai cái đó nó khác nhau Ví dụ Để mình trả lời Trung điên mình đoán các, các bạn đó sẽ Hỏi tại sao khi nào mình dùng a cat Khi nào mình dùng the cat yeah, Trong tiếng Anh các bạn Phải suy nghĩ đến một cái ngữ cảnh Ví dụ trong cái câu chuyện đó, mình nói về cái con mèo đó. Okay. Uh, mình nói, mình kể chuyện cái con mèo của hàng xóm. Cái mình nói, yeah, hôm nay mình gặp cái con mèo đó. Cái mình nói là, I saw the <laughs> cat today. Trong cái ngữ cảnh, đó, cái người mà nghe cái câu này đó, họ có biết rằng trước đây mình nói về cái con mèo đó, cho nên họ dùng the cat nó xác định là cái con mèo đó trong cái ngữ cảnh hồi đó giờ lịch sử mình nói chuyện với người đó còn nếu mình nói là I saw a cat today là tôi thấy một con mèo không biết con mèo nào miễn tôi thấy một con mèo thì không biết của ai không phải của hàng xóm Đấy. Nói cái này nó không có một cái quá khứ gì mà mình đã nói chuyện trước đây về cái con mèo đó nha yeah. cho nên cái câu I need a chair với lại I need the chair nó có khác tôi cần một cái ghế thôi ghế nào cũng được đó miễn sao có ghế để ngồi thôi I need a chair là một cái I need the chair tôi cần cái ghế đó cái này cái người nghe phải biết cái ghế nào hôm rồi mình đang nói chuyện hoặc là trước đây mình đang nói chuyện ô oh, cái ghế da đó, đó hả hay là cái ghế uh, có bánh xe uh, văn văn phòng ấy <laughs> yeah. tiếng anh dùng quen thôi thật sự cái này là phản, phản xạ cho nên đừng có lo từ từ các bạn sẽ sẽ dùng quen phân biệt thôi chứ mà lo ngữ pháp rồi lo mấy cái này nó chắc chết, chết luôn á <laughs> all, right. uh, all right. Okay. Any questions? Anybody? Anybody? Dạ thưa phải không? Can I go now? <laughs> All right. Uh, thank you everyone for being here. Cái okay, buổi này là lớp thứ ba rồi tuần tới là lớp uh, cuối cùng um, là lớp thứ tư. Không phải thứ tư mà phải oh, không? Bữa nay thứ mấy? Bữa nay thứ hai rồi. Okay. À, không phải lớp lớp thứ tư của trong bốn lớp thôi, ok chứ không phải thứ tư trong tuần. <laughs> okay. Okay so thank you uh everybody and um I'll see you on Tuesday. Oh yeah, Tuesday. Today's Tuesday. I'll see you on Tuesday next week. <laughs> okay. All right. Bye everyone. All right.